hơn 100 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân bị Nguyễn Kim nộp thiếu. Sai phạm xảy ra suốt 5 năm qua. Chỉ đến khi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra mới phát hiện, cộng các khoản bị xử phạt và chậm nộp, công ty sở hữu hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim sẽ phải nộp về ngân sách nhà nước gần 150 tỷ đồng. Nhưng đã qua thời hạn xử phạt, nghĩa vụ thuế vẫn chưa được Nguyễn Kim thực hiện. Vâng, thưa quý vị, vụ việc Nguyễn Kim, một trong những hệ thống siêu thị điện máy từng sở hữu thị phần lớn nhất Việt Nam, bị phát hiện có những sai phạm về cách tính thuế thu nhập cá nhân đang gây khá nhiều sự chú ý trong mấy ngày nay. Và điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng mới chỉ được phát hiện gần đây sau khi nhân viên của Nguyễn Kim có đơn tố cáo và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra ngay sau đó. Gửi một số các nơi mình về để... Anh Cương từng làm việc tại Nguyễn Kim gần 7 năm. Cho đến trước khi nghỉ việc cách đây 2 năm, thu nhập mỗi tháng siêu thị này trả cho anh khoảng 55 triệu đồng. Thế nhưng, Nguyễn Kim chỉ chi trả 12 triệu tiền lương cơ bản, còn lại quy đổi ra tiền tăng giờ và làm thêm ca. Theo cách tính này, anh Cương được trả tiền cho 36 giờ làm việc mỗi ngày. Với một cái việc mà từ tăng ca hoặc là thưởng chuyển qua lương ngoài giờ, hoặc là lương bình thường chuyển qua tăng ca, thì một sự chênh lệch rất là khủng khiếp. Không thể nào có một người nhân viên mà làm tăng ca 300-400% trong một tháng. Chúng ta có biện hộ kiểu nào đi nữa thì cũng không thể nào chứng minh được cái gì đó. Trường hợp của anh Cương không phải là nhân viên duy nhất của Nguyễn Kim tính lương theo cách này. Theo kết luận thanh tra thì năm nào nhân viên của công ty điện máy Nguyễn Kim cũng ủy quyền cho công ty này quyết toán thuế thu nhập cá nhân một cách đầy đủ. Thế nhưng công ty này đã thực hiện bằng cách chuyển từ tiền lương, tiền thưởng thành tiền làm thêm giờ, tiền tăng ca để cho số thuế thực tế phải nộp là ít đi. Và đến nay cái số tiền chậm nộp của người lao động là hơn 100 tỷ đồng. Và đây cũng là lần đầu tiên có một công ty bị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền lớn đến như vậy. Qua thanh tra, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đến quyết định không cho miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập trước đó được Nguyễn Kim tính là làm thêm giờ. Tổng số thuế truy thu do cách hiểu sai của doanh nghiệp này trong vòng 5 năm lên tới hơn 100 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Kim thì cái lực lượng cán bộ công nhân viên chức rất là đông. Do vậy thì cái số này nó cũng số lượng lớn như vậy thì nó cũng sẽ có thể rằng cái cách hiểu chính sách của các cái đơn vị mà đứng ra kê khai thay thu nhập cho cái người nộp thuế thì có thể họ sẽ hiểu sai. Tuy nhiên, khoảng 5.000 lao động được cho là số lượng không phải quá lớn. Và theo các chuyên gia thuế, nếu cho là sai sót của bộ phận kế toán của Nguyễn Kim do cách hiểu chưa đúng, thì cũng không thể có chuyện một doanh nghiệp có tình trạng người lao động làm thêm giờ tới 36 tiếng đồng hồ một ngày như vậy. Tổng số mà giờ công làm thêm á, chỉ được là dưới 200 giờ một năm. Cái quy định đó là từ xa xưa rồi chứ không phải mới. Do đó khi mà Nguyễn Kim đó nó khai báo cái tiền mà người ta thu nhập làm thêm ngoài giờ đó, chắc chắn là bộ phận kế toán phải biết, bộ phận nhân sự cũng phải biết, biết là họ đang vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật lao động rồi đó. Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra, đại diện Nguyễn Kim khẳng định không đồng tình với kết luận thanh tra. Doanh nghiệp này cho biết đang có công văn gửi Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính hỏi về các vấn đề liên quan và đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chờ ý kiến của các cơ quan này.